Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin phép Sư Phụ, Thượng Tọa Thích Tông Lai cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng có mặt ngày hôm nay cho con có đôi lời phát biểu. Về gần đây có một số, có hiện tượng là có một số YouTuber, những người cộng đồng mạng đã có những lời phê phán về Thầy Pháp Hòa. Họ căn cứ vào một buổi phỏng vấn Thầy Pháp Hòa để hỏi ý kiến Thầy Pháp Hòa về Sư Thích Minh Tuệ. Thì Thầy Pháp Hòa đại khái là có nói rằng Thầy có nghe, nhưng mà Thầy không có đủ thì giờ Thầy rất bận nên không có theo dõi, tìm hiểu. Cho nên Thầy có nói rằng những gì Thầy không biết rõ thì Thầy không có ý kiến. Và người ta căn cứ vào câu đó để phê phán Thầy Pháp Hòa là, một là không có đủ cái dũng của người tu. Đáp có một người mặc áo nhà tu có tạm dấu tên, chỉ thẳng là Thầy Pháp Hòa nói láo. Đại khái là câu chuyện như vậy. Cho nên còn riêng cá nhân con á, thì con xin nhắc lại, từ đầu khi Sư Minh Tuệ xuất hiện thì cũng có một số bạn hồi xưa trong quân ngũ đứng vào đây nè, ông dạ. Ngày xưa những người đó cùng trong quân ngũ với con, con có nói rằng con cũng là một phàm phu thôi, cho nên hình ảnh Sư Minh Tuệ là một cái tấm gương để soi sáng cho con trên đường tu học. Giống như Sư Phụ Thông Lai của chúng con cũng là một tấm gương sáng để soi sáng cho chúng con trên đường tu học. Thì riêng Sư Phụ Thông Lai trong một bài pháp có nhắc đến Sư Minh Tuệ. Ngài có nói rằng là Sư Phụ con đó, nói rằng Ngài rất là tán thán Sư Minh Tuệ. Tại sao? Vì có những điều mà Sư Minh Tuệ làm được mà Sư Phụ Thông Lai của chúng con không làm được. Thành ra Sư Phụ tán thán những cái hạnh tu của Sư Minh Tuệ. Con không nói, con xin thêm, con xin không, ngắn gọn không nói rõ những chi tiết mà Sư Phụ nói về Sư Minh Tuệ. Thì gần đây cũng có một người bạn hỏi con nghĩ thế nào về những lời người ta phê phán Thầy Pháp Hòa. Thì con nghĩ rằng hình như có một bàn tay ma vương của những kẻ cố tìm cách chia rẽ Phật giáo. Họ đâm bị thóc, thóc bị gạo. Tại vì sao? Ảnh hưởng của Thầy Pháp Hòa quá lớn trên toàn thế giới, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Những bài giảng của Thầy cũng đã đem lại sự an lạc và khuyến khích người ta tu tập. Chính con cũng thường nghe những bài giảng của Thầy Pháp Hòa, vì ở đó con học được nhiều điều để có thể giúp con có thể đứng trước đại chúng để mà nói lên những lời dạy của Đức Phật. Riêng Sư Phụ Thông Lai của con thì hạnh của Ngài quá cao. Xin lỗi quý vị, nếu quý vị biết rõ Sư Phụ Thông Lai của con thì khi máy đèn tắt, Thầy ơi máy điện tắt, Thầy đi sửa điện. Khi xin lỗi nha, Thầy ơi phòng con cầu tiêu bị nghẹt rồi, ai đi? Sư Phụ đi. Nửa đêm ở trên New Center, 3-4 giờ sáng, 2-3 giờ sáng, khi đại chúng đang ngủ thì Sư Phụ đi check lại những hầm cầu, những nhà cầu bị nghẹt, người ta bỏ những cái tả con nít vô đó. Và nhiều cảnh khác mà con thấy rằng con không có đủ sức hay là đủ cái nghị lực hay đủ cái dũng để mà làm được như Sư Phụ Thông Lai. Để tóm tắt cái này thì con xin nói rõ là ý của con đó, là con nhận thấy rằng trong cộng đồng mạng có những cái người đứng
có những bài để mà chỉ trích, phê phán những bậc chân tu. Con xin nhắc lại là có một cái mưu gì đó để chia rẽ Phật giáo, chia rẽ những tín đồ Phật giáo. Riêng con nghĩ, thí dụ ở đại học, cái người thích học nhạc thì không thể phê phán cái người học toán, cái người học toán cũng không thể chê trách, phê phán cái người học về điện tử. Và tóm lại là chỉ có Phật mới hiểu được Phật, Bồ Tát mới hiểu được Bồ Tát, còn chúng sanh của chúng ta, trong đó có con, cái trí huệ chưa có đủ. Con xin phát biểu ngắn gọn và xin sư phụ chỉ giáo thêm. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy Tệ Hỷ. Quý vị, nhất là những vị Phật tử nghe tôi hẹn 4 giờ chiều nay có bài pháp, nhưng vì có một số câu chuyện giải quyết vấn đề nội bộ, là trong này có những người tỳ kheo ni lớn tuổi, không chồng không con, cần sự chăm sóc, cho nên chúng tôi dành ra gần coi như một tiếng mấy đồng hồ, từ 4 giờ cho tới 5 giờ rưỡi để mà giải quyết chuyện nội bộ, cho nên chúng tôi không muốn đem những cái chuyện đó lên mạng. Và khi mà đã giải quyết xong thì thầy Tệ Hỷ, ông đột sức, ông cầm cái microphone và ông đưa cái thắc mắc là tại sao gần đây, tức là quý vị biết là cộng đồng mạng họ cách đây mấy tháng khi mà vấn đề xuất hiện của ngài Minh Tuệ thì họ thường ghép thầy Pháp Hòa, thầy ngài Minh Tuệ là những bậc chân tu, có không? Họ đưa chung đó, là họ nói vậy. Tôi thì không có được nằm trong hàng chân tu đó đâu, cho nên tôi không có được xếp chỗ đó, thành ra tôi yên thân tới giờ này không ai đụng tới. Còn thầy Pháp Hòa được xếp vào trong ngang hàng, họ nói ở bên Việt Nam có ngài Minh Tuệ và ở Hoa Kỳ có ngài Pháp Hòa. Nhưng mà gần đây thì hình như nó có một cái phong trào ý thầy Tệ Hỷ đó là đang đánh phá vào các bậc chân tu như ngài Minh Tuệ và thầy Pháp Hòa, đúng không? Mà đánh luôn cả thầy Minh Đạo, mà bỏ hết chùa truyền, bỏ hết luôn những cái quyền lợi để đi ẩn tu theo cái hạnh của ngài Minh Tuệ, đúng không? Thì bây giờ cái đề tài đột xuất, tôi cũng chưa muốn nói tới đề tài này, nhưng mà thầy Tệ Hỷ tự động ông muốn đưa cái đó. Thành ra bây giờ trước tiên tôi muốn cái sự cảm nhận của đại chúng ở trong cái chánh điện này, số lượng mấy chục người nhỏ nhoi này, những người ngồi đây, thì bây giờ cái đề tài này tụi con cũng đã giao tiếp với cái hệ thống cộng đồng mạng. Như vậy là có chương trình đánh phá thầy Pháp Hòa chưa? Có chưa? Tụi con xác nhận có chưa? Có. Và theo tôi được biết á, thì gần đây, cách đây mấy tuần, thầy Pháp Hòa đã được đài truyền hình Busa mời phỏng vấn, phải không bác sĩ Tây Sơn? Thì trong cái câu đó là hỏi thì thầy nói là thầy không có rảnh thời gian để mà thầy theo dõi sự từng đường đi nước bước của ngài Minh Tuệ, cho nên ngài thầy không có phê bình, thầy không biết. Nhưng mà có một số thì họ không chịu, họ nói là thầy tránh né, không dám các cái dũng của một nhà sư, đúng nói đúng, sai nói sai mà không dám. Thì bây giờ tôi thật ra tôi không có coi cái buổi đó, nhưng mà bây giờ tôi mời tất cả Phật tử là cái đề tài thầy Tệ Hỷ đưa ra là gần đây có những cái sự đánh phá các bậc chân tu, trong đó có ngài Minh Tuệ và thầy Pháp Hòa. Như vậy tụi con nghĩ gì, ai đứng sau lưng để làm chuyện này? Và khi thầy Pháp Hòa bị đánh phá, ngài Minh Tuệ bị đánh phá, thì cái thiệt hại cho ai và cái lợi cho ai, chúng ta phải nhận định. Khi thầy Pháp Hòa bị đánh phá thì cái thiệt hại là ai bị thiệt hại, và kẻ nào có lợi trong cái vấn đề đánh phá này? Bây giờ tụi con trả lời đi, có ai có ý kiến không? Cô Diệu Khai có ý kiến không? Không, từ microphone đi, tại vì cái này là mình đóng góp ý kiến theo cái suy nghĩ của mình. Cái đề tài này đầu tiên thầy Tệ Hỷ đưa ra thì tôi để cho đem ra để bàn giải, chứ tôi chưa có đưa ra vấn đề này. Dạ. Như là Phật, kính bạch sư phụ, thưa quý chư Phật đức tăng ni và đại chúng, thì con thì không có dám nói thêm ra nhiều. Nhưng mà ý tôi hỏi là có không có đánh phá thì Pháp Hòa chứ? Dạ, con có thấy có nói những lời đơn xin đến như thầy Pháp Hòa cũng như một số thầy khác để thầy Pháp Hòa không? Dạ, con thể
có hiện tượng đó, con đã có, dạ, Di Đà Phật. Chứ cô không có biết là ai đánh, cô không có nhận định được. Con nghĩ là con làm sao biết được, nghĩa là nó mượn cái bàn tay đó, nào đó để mà xem vô thì có ảnh hưởng đến đạo pháp của mình, là mất niềm tin của đại chúng. Thiệt hại là ai thiệt hại? Tôi nói khi mà các vị mà như thầy Pháp Hòa có một cái dòng pháp lớn tại Canada, và ngài có một số đệ tử tại Hoa Kỳ, thì như vậy khi mà ngài thầy Pháp Hòa bị đánh phá là ai thiệt hại, mình phải nhìn rõ cái đó. Thiệt hại cái đạo pháp của mình, nhà Phật tử người ta xong năm ra ba bốn hoang mang, người ta không muốn rõ vậy. Rồi đó là ý của cô Diệu Khai, còn ai đóng góp nữa? Trong hàng tăng sĩ có ai có ý kiến gì không? Thầy Tệ Nhân không có ý kiến hả? Đó là thầy hiểu không điều lên đó. Được đây, mình có quyền đóng góp cái suy nghĩ của mình, cái gì đâu mà sợ. Dạ con thưa sư phụ, theo ý của con á, thì có những cái sự mà đánh phá về vấn đó là ảnh hưởng thứ nhất là vấn đề của Phật giáo của mình. Điều thứ hai là trong cái bàn tay đó thì mình sẽ nghĩ là coi như trong đó là coi như cái số mà Phật giáo quốc dân á, nó sẽ đưa ra, nó làm cho nó coi như bên cái số mà chánh tu mà không theo Phật giáo quốc dân á, thì coi như sẽ bị ảnh hưởng. Và trong đó thì coi như có một sự mà hợp tác của bên coi như mặt trận Cộng sản Việt Nam, được con nghĩ như vậy. Đó là cái nhận định của thầy Tệ Nhân. Dạ, không Tệ Niệm. Không có hả? Tệ Niệm không có mặt đây hả? Dạ, có. Tôi hỏi mấy ông Tăng, sư chú Tệ Bình, có nhận định, mình Tăng mình có quyền nhận định chứ. Cái này thầy hỉ đưa lên. Dạ, bạch sư phụ cùng các quý tăng ni trong đạo tràng ngày hôm nay. Riêng con thì cái này là cái bọn có thể nói là mình không biết, nhưng mà chắc là cũng sản chứ không đâu hết. Họ đứng sau lưng những cái chuyện này để mà họ đánh phá vì cái ảnh hưởng quá lớn của thầy Minh Tuệ, cũng như nhờ ảnh hưởng rất là lớn của thầy Pháp Hòa từ bấy lâu nay. Thì cộng sản làm cái gì cũng có cái mục đích hết. Đằng sau thì bây giờ mình đó là con Phật thì mình phải có cái chánh kiến, và con đường của mình đi là cứ một lòng mình đã hiểu tất cả, biết thấy rõ những cái gì mình phải tin, và mình đi đến con đường của đạo quả của mình. Còn dù người ta có nói thế nào đi nữa thì mình cứ một mực mình đi thẳng theo con đường của Phật từ ngàn xưa đến nay. Đức Phật đã vạch ra cho con đường đi giải thoát của mình rồi thì ráng mà mình cứ đi vào đó, còn ai nói ngã nói nghiêng là chuyện của ta, thôi kệ người ta. Chứ là con nói vậy đó phải không? Thật ra thì ý thầy muốn hỏi là những cái có những người đánh phá đó là họ trên cộng đồng mạng là họ người ở hải ngoại hay là trong quốc nội? Mà rõ ràng là ở hải ngoại cũng có đánh phá, có không? Phải không thì? Dạ. Hải ngoại cũng có mà trong quốc nội cũng có, phải không? Dạ, có những cái YouTuber nữa, họ là ai? Dạ, hải ngoại cũng có. Có người mặc áo vàng nữa nha. Dạ. Dạ. Đánh thẳng thầy Pháp Hòa luôn. Đánh thẳng thầy Pháp Hòa luôn. Tôi thì tôi không biết cái áo vàng đó, nhưng mà đánh thẳng trong cái dịp mà thầy Pháp Hòa được đài Bồ Sa phỏng vấn, phải không? Dạ. Rồi đánh thầy Minh Đạo luôn. Thầy không có coi được những cái clip đó để thầy coi. Mà thầy chỉ coi rõ luôn, anh nghe rõ luôn. Dạ, con có nghe. Đầu tiên thì con nghe thoáng qua, rồi con phải nghe lại, rồi sau con thấy sức kỳ vậy. Thầy Pháp Hòa mang lợi lạc cho chúng sanh nhiều lắm. Thì nếu mà tính ra đó, tu sĩ với tu sĩ, thì nếu thầy Pháp Hòa làm công việc để mang lợi lạc cho chúng sanh thì tốt. Tại sao em đi so sánh với những chuyện người khác? Rồi còn thêm nữa nha, muốn
cảnh hưởng của thầy Pháp Hòa với mục đích gì? Mục đích của họ để làm cái gì? Tại sao phải đi đánh phá thầy Pháp Hòa? Làm cho con suy nghĩ, phải đây là có một cái kế hoạch, có một bàn tay của tà ma ngoại đạo, rồi ma vương nó cộng thêm những ma tâm háo danh, háo lợi, háo thắng để phá hoại Phật giáo hay không? Có ai ti đâu lên đọc những comment cơ có hỏi cái đóng góp cái gì không? Nhiệm vụ của con là ở đó đó con, tại vì cái đề tài này là do thầy Thế Hỷ ông đưa ra, ông thắc mắc là tại sao gần đây có cái hiện tượng có những cái áo vàng cũng lên đánh phá thầy Pháp Hòa và thầy Minh Tuệ, mà có những cư sĩ ở trong nước và hải ngoại cũng đánh phá, thì có ai cũng có đóng góp ý kiến gì không? Dạ không. Không ai nói gì hết. Nói chung chung không nói gì được Phật. Chung hết. Con cũng nghĩ như ở trong này còn ai nữa không? Bác sĩ Tây Sơn nhận định vấn đề này thế nào? Thì cho biết thôi. Đánh phá cái này là mình không nói ai, mình chưa biết ai, nhưng mà cái này nó có hại cho ai và nó có lợi cho ai khi họ đánh phá như vậy? Thì theo con biết đó, là những cái người mà phần đông những người mà yêu mến sư Minh Tuệ đó, thì cũng chỉ có một phần là Phật tử tu đàng hoàng, còn bao nhiêu người thì người ta cũng không biết về Phật pháp, người ta chỉ thích thầy Minh Tuệ theo cái hiện tượng và giống như cái thương hại và cái kính mến thầy đó. Rồi cũng có một phần là nó ở giữa, nó dẫn đầu mạng lưới cộng đồng mạng á, thì con nghĩ là cái phần đó là nó muốn đánh phá, nếu mà cái sự ảnh hưởng của sư Minh Tuệ hay ảnh hưởng của thầy Pháp Hòa đã đánh ảnh hưởng để nó giảm cái sự ảnh hưởng cái những bậc chứng tu, và cái đó là con nghĩ không phải là những người ngoại đạo mà cái mà người ta con nghĩ là những cái người trong chính quyền cộng sản thì có bàn tay vô hình để nó muốn giảm cái sự ảnh hưởng lớn của hai vị đó. Cảm ơn các bác sĩ Thầy Sơn. Còn ai đóng góp gì nữa? Nếu không có, rồi mời Duy, một năm cư sĩ đệ tử của thầy. Chào Thiện Tâm. Hello. Dạ, mời Duy. Kính thưa sư phụ, thưa quý tăng ni và đại chúng. Con nhìn vấn đề này ở trên cái cuộc chiến quốc cộng. Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ đó đã đánh phá sản hệ thống chùa quốc dân của 6 giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở tại Việt Nam. Thậm chí là nó ảnh hưởng luôn cả những chùa ở bên Mỹ. Ở hải ngoại luôn. Ở hải ngoại luôn. Hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng. Là bởi vì các Phật tử họ nhìn thấy là không có chùa nào mà gọi là tu chân chính giống như là thầy Minh Tuệ. Tại vì rất nhiều chùa
ở Mỹ và hải ngoại đó, họ đều mang sư quốc dân từ Việt Nam qua. Và các chùa ở hải ngoại này cũng là một kênh để kiếm tiền cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn con. Bởi vì các Phật tử ở hải ngoại họ cúng dường vào những chùa đó, thì cái dòng tiền đó nó cũng sẽ chảy về túi Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Đúng rồi. Thì khi mà Cộng sản nó bị thất thu đó, nó sẽ tìm cách nó phản pháp. Kiểu như là tao ăn không được thì tụi mày cũng ăn không được. Thành ra là nó phải, tại vì khi mà Phật tử họ nhìn thấy được vấn đề của các sư quốc dân đó, thậm chí là những sư quốc dân mà đi ra hải ngoại, thì họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ có sự chọn lọc, họ sẽ tìm hiểu những chùa nào, những vị sư nào mà tu chân chính, họ sẽ đổ dồn cái sự tu học lẫn cúng dường về cho những vị thầy đó và những chùa đó, chùa nào mà họ thấy là tu chân chính. Thành ra Cộng sản nó sẽ đánh phá những vị chân tu là như vậy. Nó phải tìm cách nó hạ uy tín của những vị đó, để cả những chùa mà quốc gia lẫn các vị chân tu đó cũng phải bị ảnh hưởng về mặt tài chính luôn. Còn như nó phá hết, thứ nhất là phá nó thì kiểu như là tao không ăn được, mày cũng không ăn được, phá luôn đừng ăn cạn ngã bờ không. Đó là cách nhìn của con. Cảm ơn Thiện Tâm là chú Duy, một cư sĩ. Cái nhìn của chú sắc bén không quý vị? Rất là sắc bén. Sư phụ sẽ có một cái bài nói chuyện riêng về vấn đề này. Tại vì khi mà muốn nói chuyện á, là sư phụ phải coi, phải dùng coi những cái bài đánh phá. Sư phụ biết, nhưng mà thường thường mình không tập trung vô đó, mình coi sơ thôi. Nhưng mà bữa nay thầy Hỷ đưa ra thì tôi chỉ đưa lên để cho tụi con nhận định. Nhưng mà sư phụ gần một ngày gần đây, sư phụ sẽ có một cái bài đó rõ ràng hơn, và sư phụ phân tích ai đứng sau lưng cái này, ai được lợi và ai được hại. Mà cái bài đó sẽ một ngày gần đây thôi, nhưng mà bây giờ thầy thấy một vấn đề rất cần cho cái cộng đồng người Việt trong cái mùa bầu cử này. Thầy mượn chút xíu thời gian này để mà thầy đưa ra. Tại vì á, quý vị biết không, tình hình thế giới hiện giờ dầu sôi lửa bỏng, chính quyền Hoa Kỳ bây giờ là yếu thật mạnh quý vị, yếu, thời kỳ yếu nhất, đến nỗi mà tất cả các tổ chức khủng bố nó đều coi cái chính quyền Hoa Kỳ không ra gì hết. Trong khi đó một cái thời ông Trump không ai dám đụng tới một người lính của Hoa Kỳ. Còn thời này nó còn hăm dọa đủ thứ hết. Cuộc chiến giữa Do Thái và Iran sẽ ra anytime. Vì Iran kỳ này là nó tiên chiến, nó sẽ đánh, chứ không phải là hai cái vụ mà bắn qua bắn lại. Nó tiên bố sẽ đánh về Do Thái sẵn sàng ứng chiến. Mà tại sao chưa đánh? Tại vì bây giờ cuộc chiến này nó sẽ đi lớn. Và bây giờ quý vị biết là Ukraine đã được các đồng minh bật đèn xanh. Hồi xưa đó, Mỹ viện trợ, Anh viện trợ, Pháp viện trợ, tất cả các nước NATO viện trợ chỉ được sử dụng trong nội địa của Ukraine. Bây giờ cho sử dụng bắn sang biên giới của Nga, có chưa? Có rồi. Và bây giờ đó, quân đội Ukraine đã thọc súng vào trong lãnh thổ của Nga tới cả mấy trăm dặm, tôi có biết chuyện đó rồi. Tình hình nó như một nồi rộng bây giờ đó, biến động thế giới. Ở Hoa Kỳ bây giờ kinh tế đã vào cái suy thoái chưa quý vị? Vào rồi, thị trường chứng khoán đỏ rực hết. Các nhà đầu tư nổi tiếng bắt đầu rút tiền bán tháo. Và cái kinh tế giống như năm 1929, kinh khủng lắm. Quý vị, cái giá xăng á, thì nó chỉ lên chút đỉnh nhờ tụi nó lấy, nhờ Biden nó lấy những cái dầu dự trữ ra để nó bán. Nhưng mà cái giá thực phẩm, quý vị để ý coi,
nó tăng mấy trăm phần trăm. Thời ông Trump tụi con bỏ ra 100 đồng thì bây giờ tụi con đi chợ cũng món đồ tụi con phải bỏ ra 200 đồng mới đi chợ, đúng không? Tức là cái giá thực phẩm nó đã tác dụng thẳng lên cái người Hoa Kỳ. Mà bây giờ cái hiện trạng là Hoa Kỳ tụi quỹ dự trữ liên bang nó vừa hạ 0.25% tiền lời. Tiền lời đã hạ mà nó có hại tại sao vậy? Nếu mà kinh tế Hoa Kỳ nó thống kê nó vừa rồi cái bộ lao động của Hoa Kỳ nó cho biết đó là job đã thất nghiệp mà cái người mà đã mất job đã tăng lên. Chừng nào á mà cái việc làm tăng lên đó mà Hoa Kỳ hạ lãi suất thì kinh tế nó sẽ rất tốt. Đằng này á, thất nghiệp tăng mà liên bang lại hạ lãi suất, tức là suối người ta mua nhà trong khi người ta lại không có khả năng trả. Cho nên nó sẽ đẩy tới cái chuyện khủng hoảng về bữa mất nhà. Và bây giờ cái chuyện rất là quan trọng là ông Trump, bây giờ tôi chỉ nói một câu thôi, cả thế giới đều mong chờ ông Trump chứ không phải chỉ có cộng đồng người Việt hay là MAGA trong thôi, cả thế giới đều trong ông Trump. Tình hình mùa đông sắp tới, dân ở Pháp biểu tình liên tục trong quý mùa kia, nó chuyên môn nhà nông á, nó đều phân nó rải tùm lum nó chống á, rồi Đức này rồi Ý này, viên cả Âu Châu sẽ đói. Nhà nông nó làm mà bị tụi cách tả Âu Châu nó đóng thế, nó chỉ trồng đủ thôi, còn cái gì biết mấy tháng trước chuyên môn nhà nông biểu tình, hiểu không? Cho nên bây giờ nó tình hình nó là bão lụt khắp nơi trên thế giới. Và hiện giờ tại Việt Nam á, quý vị thấy bão đang có mặt tại Hà Nội với cái vô tới, chưa bao giờ mà bão nó vô tới tâm điểm Hà Nội mà giờ nó vô tới nơi rồi, tàn phá quê hương mình không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên bây giờ đó, thầy nhắc nhở một cái điểm là chúng ta đó đừng có vì cái vấn đề, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy Trần Nhân Phong không ủng hộ Hùng Cao, Trương Quốc Huy ủng hộ Hùng Cao, chuyện đó là chuyện cá nhân của họ. Nhưng mà thầy nhìn cái lợi, bây giờ đó Hùng, đại tá Hùng Cao là ứng cử viên ở đơn vị Vợ Phi Nha mà ông đã được ông Trung ủng hộ chứ quý vị. Ông đã đi tới cái khu shopping Eden để mà ủng hộ trực tiếp, thì ông Hùng Cao đã được Tổng thống Trung endorse thì đương nhiên là chúng ta phải ủng hộ. Và ông là dân biểu, ông là nghị sĩ liên bang hay là tiểu bang? Liên bang. Chúng ta cần lấy lại tòa bạch ốc, nhưng mà thượng viện dẫn dưới tay dân chủ, hạ viện dẫn dưới tay dân chủ, thì ông Trung có làm được gì không có gì? Không. Cho nên một lần nữa thầy thiết tha kêu gọi, tránh thầy có một cái nữa là cái gì có lợi dân tộc. Nhưng kỳ đó một lần khi mà Tạ Đức Trí bị cái vụ mà ông Hoàng Kiều đàn áp đó, thì Tây Sơn hỏi ông không có nhờ gì mình hết, tại sao thì giúp cái gì có lợi cho dân tộc? Tôi nói lúc đó thôi nha, tôi không nói bây giờ, thì tôi ủng hộ. Còn cái gì có hại dân tộc tôi làm, tôi làm gì bất vụ lợi. Thì bây giờ chúng ta cần một ghế thượng nghị sĩ ở tiểu bang Vợ Phi Nha. Mà khi một ghế thượng nghị sĩ nó có nghiêng, các cơ giữ nghiêng rất là nhiều. Quý vị nên nhớ, hiện giờ giữa Cộng hòa và Dân chủ chênh lệch nhau có một ghế. Mà chúng ta cần cái phiếu đó. Hiện giờ cái nhà tỷ phú mà đại diện ở đơn vị mà đấu giành ghế thượng nghị sĩ với Hùng Cao, ông ta là một tỷ phú, ông được support rất mạnh. Ông ta thống kê, ông ta chiếm được 55% phiếu hiện giờ, qua cái vụ mà thống kê của đài CNN, ABC và NBC, và Hùng Cao được 45. Nhưng 10% đó nếu toàn thể cộng đồng người Việt ở Vịnh Phi Nha mà dồn phiếu cho Hùng Cao thì 10% đó chúng ta có thể thay đổi kết quả để cho đảng Cộng Hòa mang ra có được một ghế của thượng viện. Cho nên một lần nữa sư phụ thiết tha kêu gọi đệ tử có thể ở tại cái đơn vị Vật Vi Nha hãy dồn phiếu cho Hùng. Mặc dù ở đây Trần Nhật Phong không ủng hộ Hùng Cao vì vấn đề cá nhân, Trương Bước Quy thì một cái ghế thượng nghị sĩ liên bang là thuộc về MAGA, mà Hùng Cao nếu không phải là MAGA thì làm sao mà Tổng thống Trung ủng hộ, đúng không quý vị? Cho nên một lần nữa tôi mượn những phút giây này tha thiết kêu gọi thượng nghị viện, kỳ này tôi bảo đảm ông Trung là thắng rồi, nhưng phải cần những cái ghế ở tại thượng viện của MAGA, của đảng Cộng Hòa, và ở hạ nghị viện. Kỳ này ông Mike Johnson ông đang một cái cuộc chiến rất là mạnh, tôi nói dễ hiểu rồi,
ông bắt buộc ra cái luật luôn. Ông dùng cái danh sách để mà quyết định, ông không biểu quyết danh sách từ nay tới cuối năm. Là ông nói là phải thông qua cái việc là phải có phiếu bầu và phải có chứng minh được có quốc tịch mới được đi bầu, còn nếu không ông phải chống đóng cửa. Ông không chịu thua cái đó. Thì ông vì vấn đề sợ gian lận đó quý vị. Cho nên đối với sư phụ, trừ khi nó giết ông Trung mà thôi. Ngoài ra nó không giết ông Trung, không thể nào mà ai hại ông Trung. Thứ nhất là hiện tại bây giờ tụi cách tả nó đang giật dây dân Do Thái để mà xuống đường để đòi, nghĩa là đòi lại những con tin mà chưa bị sát hại. Nhưng mà thầy có quen một số người Do Thái, bạn bè thầy, họ nói là ông Netanyahu, ông có thể nào ông đem cái lợi tồn vong của đất nước Do Thái để đánh đổi được 100 con tin hay không? Không. À, 100 người và mấy chục triệu người Do Thái cái nào nặng? Cái tổ quốc Do Thái nặng hơn. Cho nên tụi cánh tả là nó muốn góp cái vụ này đó, đánh luôn Netanyahu và đánh luôn cả Biden. Nhưng bây giờ nhiều người Do Thái bắt đầu họ đã đứng lại để họ cứng rắn theo Netanyahu. Bây giờ tụi con, thí dụ bây giờ trong làng mình có 10 người bị khủng bố bắt, và nó thương thảo nó biểu, một là dẹp cái làng này, hai là cứu 6 người đang bị bắt, tụi con chọn cái đường nào? Chọn cái vụ sinh tồn của cái làng. Thì Netanyahu cũng phải chọn cái sự sinh tồn của dân Do Thái. Quý vị nghĩ cuộc chiến này khi mà Iran nó đánh với Do Thái là cả khối Ả Rập có đánh không? Họ đánh. Nhưng mà tại sao ông Netanyahu ông không đánh? Ông chờ cho ông Trump lên. Tại vì bây giờ mà đánh thì Biden sao? Biden bị giật dây bởi ai? Obama. Và Harris cũng bị giật dây bởi Obama. Và lúc đó đó, Hoa Kỳ mặc dù là đồng minh của Do Thái nhưng mà sẽ cắt viện trợ Do Thái, không có chiến phí. Cho nên Netanyahu chờ. Bữa nay là giữa tuần lễ đầu tiên của tháng 9, từ đây tháng 11 còn mấy tháng nữa quý vị? Hai tháng mấy nữa. Tình hình thế giới không phải chỉ có chúng ta trong chờ ông Trump lên, mà cả thế giới, tất cả tuổi tài phiệt. Ngày hôm nay không tưởng Nasdaq nó mất không là gần 2%, 1% xuống là 1 trillion đô la. Ngày hôm nay tuổi Nasdaq nó mất gần 2 trillion đô la. À, rồi S&P 500 cũng mất gần 1%, là mất 1 trillion đô la. 1 trillion là bao nhiêu? 1.000 tỷ. Kinh khủng lắm. Cho nên tài phiệt nó không ưa ông Trump, nhưng chỉ có ông Trump mới làm dựng dậy nền kinh tế. Còn những người mà nghe nói bà Harris và Biden làm á, nếu bà Harris và Biden làm được thì cái nhiệm kỳ đầu tiên đã làm lợi cho dân chúng Hoa Kỳ rồi. Còn ông Trump mà cái người bị tuyên truyền sẽ làm hại cho Hoa Kỳ thì ông sẽ làm hại cho Hoa Kỳ ở nhiệm kỳ đầu, chứ không phải chờ nhiệm kỳ này mới làm hại. Nhiệm kỳ đầu xăng dầu của ông Trump có một đô mấy, nhất là những người ở những tiểu bang Oklahoma, Texas đổ có một đô. Ở đây lúc đó mình đổ có 2 đô mấy, bây giờ đổ 5-6 đô. Ha? Còn hồi xưa đó, quý vị thấy tiền lời của thời ông Trump đó, là mua nhà có 300 mấy, 200 mấy, và cái tiền mà thất nghiệp rất là ít và số lượng kinh tế rất là tăng trưởng. Cho nên đối với sư phụ, một lần nữa hãy dồn phiếu cho đại tá Hùng Cao. Chúng ta bỏ hết tất cả những cái dị biệt của những cái người mà YouTuber. Chúng ta bỏ hết những cái dị biệt của Trần Nhật Phong và những cái dị biệt của Trương Quốc Quyền. Vì đó là những chuyện cá nhân, mà chúng ta đặt cái quyền lợi của Tổ quốc Hoa Kỳ lên trên, là chúng ta phải lấy được cái ghế Thượng nghị sĩ Liên bang qua cái ứng cử viên Hùng Cao. Vì ông Trung đã ủng hộ Hùng Cao thì chúng ta phải ủng hộ Hùng Cao để giành lại cái đa số tại Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Yeah. Còn tôi phân tích sơ về cái vấn đề mà nhận định đó, chúng ta phải thấy Cộng sản có thích tôn giáo không quý vị? Không bao giờ thích tôn giáo. Cộng sản khi mà chiếm được miền Nam, đập chùa, đốt kinh, bắt tăng ni hoàng tục có không? Bắt lại ví dụ. Nhưng mà tại sao nó dập không được? Miền Bắc đã bị dập hết rồi quý vị biết không? Miền Bắc kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi nó chiếm được miền Bắc, cách mạng văn hóa nó đã tàn phá hết phần giáo. Nhưng mà sau khi thống nhất được miền Nam, nó cũng đánh dễ sợ lắm, nhưng mà cuối cùng nó dập không được. Và cuối cùng nó phải, tới 1980 nó phải dập cái giáo hội của Phật giáo Việt Nam thống nhất
để nó đưa lên giáo hội quốc danh. Và tới giờ này quý vị biết không, trước khi Ngài Minh Tuệ xuất hiện, doanh thu của nó một năm không biết bao nhiêu tỷ, tụi con có tin không? Ở Việt Nam bao nhiêu ngàn ngôi chùa quý vị? Mấy chục ngàn ngôi chùa. Mà mỗi một ngôi chùa đó đều gửi tiền ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc từ 10 tỷ tới 20 tỷ tiền Việt Cộng, tụi con mà mấy chục ngàn ngôi chùa. Cho nên chưa kể cái thanh ni hải ngoại nó ra, nó ở tại Cali này là bao nhiêu ngôi chùa tụi con biết không? Nhiều lắm, kể cả Bắc Cali, Nam Cali là không biết có ngôi chùa. Mà trong đó đều có sư quốc danh nằm hết, có không? Thì cái nguồn như nãy Di nói đó đều đưa về. Nhưng từ khi Ngài Minh Tuệ xuất hiện, là bây giờ mùa Du Lan vừa qua, Cộng sản thất thu chưa? Thất thu kinh khủng. Và kể cả những chùa quốc danh ở hải ngoại cũng thất thu. Cho nên Cộng sản bây giờ đó là nó phải tìm mọi cách để hạ uy tín ông Minh Tuệ. Cho nên quý vị thấy trong nước có những bài là nó đem lên, có những người họ đem lên, họ làm, họ đánh phá. Họ đánh phá mà quý vị thấy có những người mà đánh phá ông Minh Tuệ. Tôi có nhận định này nè, những người dám chữ ông Minh Tuệ mà không bị cộng đặt mạng nó lợi nó nhào ở Việt Nam á, nó tìm tới nơi có không? Nhưng rồi nó không dám đụng tới. Đấy, còn cái người nó vẫn tiếp tục. Dù đó người đó là một cô gái, người đó là một cái người gì nữa, mặc dù người đó đang ở hải ngoại, ở Singapore, ở Malaysia, nhưng mà cộng đồng mạng không dám về tới nhà người đó mà không dám đụng, thì biết người đó là người của cộng sản. Còn người thường á, mà cộng đồng mạng mà nó phản pháo là quỳ xuống mà lại, thì cô có biết không? Những chị đại đại ca là họ lợi, họ giằng mặt liền nha. Cho nên thầy chỉ nhìn vào cái đó. Những người tầm thường không có sự cộng sản chống lưng, mà chỉ cần đánh phá Ngài Minh Tuệ là nhìn 3 ngày sau là ta tìm tới nhà đó. Có không quý vị? À, phải xin lỗi và quỳ gối. Nhưng mà có những người giờ này không quỳ gối, không xin lỗi mà vẫn đánh được, thì biết họ là ai nữa. Thấy không? Và đánh phá thầy Pháp Hòa, ai thiệt hại? Thiệt hại là vài bữa nữa bây giờ cái số mà những đệ tử của thầy Pháp Hòa có yêu kính Ngài không? Vài bữa hai bên sẽ phản pháo nhau, sẽ tạo ra một cuộc chiến đánh dễ sợ luôn, giống binh và nhậm chấm. Thì đánh qua đánh lại rồi đó, thì thiệt hại là niềm tin của Phật tử bắt đầu chán nản, thì cái thiệt hại là đến dưới Phật giáo chứ không phải là cộng sản. Cho nên giống như nãy con nói ăn không được phá cho thôi, là như vậy đó. Nhưng mà bữa nào thầy phải có một cái bài nhận định rõ ràng, dạch mặt từ trên một, chứ bây giờ nói chung chung chưa, thầy cũng chưa có, thầy biết có chuyện đó nhưng mà không có coi kỹ. Để rồi coi kỹ từ cái clip đó, để rồi thầy sẽ có một cái bài nói rõ. Của thầy cái đề tài này nói là do thầy đề nghị, ông tự phát chứ không phải tôi. Tôi không có, tôi chưa có chuẩn bị, nhưng mà tôi biết rõ là đánh vào thầy Pháp Hòa thì nó sẽ tạo lên một cái luồng sóng binh và chống. À, binh và chống. Quý vị nhớ vừa rồi hồi đó con Hương Sa Radio đó, nó có những cái nhận định về thầy Pháp Hòa mà nó bị người ta ném đá dễ sợ. Nhưng mà tại vì nó là người gì? Người ở hải ngoại. Còn bây giờ có những cái clip mà từ Việt Nam đánh phá thầy Pháp Hòa chưa? Có. Mà tại sao xã hội đen hay là những người yêu chuộng thầy Pháp Hòa không dám lại? Tại vì họ được bảo trợ bởi cộng sản. Không có để ý cái điểm đó. Nhưng từ từ khi thầy nói cái đề tài này, thầy phải có một cái nhận định rõ ràng. Không? Tôi lỡ hứa với một cái người Phật tử, tôi trả lời một câu hỏi về Phật Pháp, là cái này nó thuộc về thầy thử, thầy cho tụi con đóng góp luôn. Cho nên tôi hứa là bữa nay tôi trả lời, mà sáng giờ lục sục là tôi không trả lời được, vì cái vụ giải quyết nội bộ từ 4 giờ tới 5 giờ mấy là kiếm người để giải quyết cho cô Như Châu. Rồi, đây là một người đệ tử của Ngài Tinh Vân. Biết Tinh Vân ở Đài Loan không? Ngài nổi tiếng, Ngài có một cái tu viện lớn, mà Ngài Tinh Vân thì Ngài giảng sanh, Ngài cũng để lời xá lợi rất nhiều. Ngài là một cao tăng cận đại ở Đài Loan, chỉ nổi tiếng sau Ngài Hư Vân, Ngài là Tinh Vân. Bạch Thầy, lúc Ngài Tinh Vân còn sống, con có đi tham dự một pháp tu tại Đài Loan do Ngài Tinh Vân làm pháp chủ. Ngài đưa ra một đề tài để xem trong hàng đệ tử ai là người đặt pháp, ai là người kiến tánh, con tu thiền, cái gì này tu thiền. Ngài Tinh Vân vừa mở một phá tu thiền. Ngài nói nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật
Tức quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Ngài nói đây là một đoạn kinh. Trong kinh gì quý vị? Hoa Nghiêm. Phải Hoa Nghiêm không? Hoa Nghiêm. Ngài nói tâm chúng sanh tạo ra, tạo thành tướng nhà, tướng chùa, tướng vợ, tướng chồng, tướng thương, tướng ghét. Ngài nói tâm chúng sanh tạo ra tướng nhà, tướng chùa. Có phải cái chùa này cũng do tâm chúng sanh mà tạo ra không? Rồi tướng thương, tướng ghét, tướng vợ, tướng chồng, tướng chủ, tướng tớ. Thấy không? Rồi Ngài nói á, cái gì mà tâm Phật tạo thành cái gì? Tâm chúng sanh thì tạo thành vậy đó. Tâm Phật tạo thành cái gì? Ngài đặt cái đề tài, tại vì ông này tu thiền qua một khóa thiền mà Ngài tinh vân Ngài nói. Ngài đưa ra một cái đề tài để thầy thử ở trong này ai đã kiến tánh và ai đã đắc pháp. Thì Ngài nói trong kinh Quan Nghiêm, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, tức là đời Phật quá khứ, đời hiện tại và Phật tương lai, thì phải biết câu này: ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Mà ngay trong cái bài kinh Cú Thí Thực cũng vậy nữa, thấy không? Trong kinh Thí Thực của mình á, có cái câu đó: nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật đều phải do cái tâm mà ra. Thì Ngài nói tâm chúng sanh tạo ra thành tướng nhà, tướng chùa, tướng vợ, tướng chồng, tướng đẹp, tướng xấu. Vậy tâm Phật tạo thành cái gì? Trả lời: ai làm được bài kệ Ngài giao làm nhiệm chủ hệ thống Phật giáo tinh dân tại Đài Loan, nhưng cuối cùng không ai trình kệ được, nếu sư phụ ở đó thì sư phụ trình kệ như thế nào? Gài tôi. Ngài Tinh Vân Ngài lên một cái bài kinh, tức là các cả thiền sinh các nơi về học, thì ông này ông cũng là một, ông này là đệ tử của ai quý vị biết không? Ông thiền sinh nổi tiếng của mình đó, là ngài mà ông ưa nghe pháp đó, ông biết ai không? Ông cái ông mà ông thường nghe hoài, không phải mà thường thích tự tu thiền mà ông này khác. Ông này là chỉ một vật trực chỉ dữ lắm. Không phải, ông này cũ được ngang thời qua sinh đến tự đó. Không phải, vì giác đó là của tạo. Không phải, cái ông đó khác, cái ông này có ông này chuyên môn giảng, không phải, có thanh là chuyên pháp quá. Ông giảng là ông tự thông. Cái vị này là đệ tử của Hòa Thượng Từ Thông. Từ Thông là trực chỉ không đó. Từ Thông ông giảng là cao lắm, giảng tối thượng thừa, thấy không? Cho nên đó, ông qua ông giữ bên Ngài Tinh Vân. Thì Ngài Tinh Vân lúc đó là còn tại thế. Bạch Thầy, con đi tham dự một pháp tu tại Đài Loan do Ngài Tinh Vân làm pháp chủ. Ngài đưa ra một đề tài để xem trong hàng đệ tử tu thiền ai là người đắc pháp, ai là người kiến tánh. Ngài nói nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo, nghĩa là chư Phật đời quá khứ thành Phật cũng do tâm tạo, chư Phật đời hiện tại thành Phật cũng do tâm, và chư Phật đời tương lai thành Phật cũng do tâm. Ngài nói tâm chúng sanh tạo thành tướng nhà, tướng chùa, tướng vợ, tướng chồng, tướng đẹp, tướng xấu. Vậy tâm Phật tạo thành cái gì mà thành Phật? Ai làm được bài kệ Ngài giao làm viện chủ hệ thống Phật giáo Tinh Vân tại Đài Loan, cái hệ thống này trị giá cả mấy trăm triệu đô la luôn. Thấy không? Ngài nói làm bài kệ trình tôi giao giống như Ngài mà Ngũ Tổ. Thấy không? Ai làm được, kể cả người Việt Nam, người gì không biết mà giữ này, mình làm được bài kệ này, tôi đưa cái đề tài đó, thì tôi cho làm viện chủ hệ thống Phật giáo Tinh Vân tại Đài Loan, nhưng cuối cùng không ai trình kệ được. Nếu sư phụ ở đó thì sư phụ trình kệ như thế nào? Cứu đi ta, cứu sư phụ đi. Anh Như Đà Phật. Dạ, rồi, con trình phải không? Dạ không, con không có làm kệ, nhưng mà con sẽ nói. Rồi con sẽ nói được cho ông này khá này. Anh Như Đà Phật. Con chuyển qua lấy cái hệ thống đó, Ngài Tinh Vân. Dạ. Dạ, dạ bạch sư phụ cùng quý tăng ni trong đạo tràng ngày hôm nay, câu hỏi này rất là hay và cũng rất là vui.
À, con xin thưa thế này, chúng sanh thì thật ra cái thế giới tam giới này là cũng chúng ta đến đây, chúng ta phát tâm duyên khởi với nhau rồi trùng trùng duyên khởi để tạo ra cái tam giới này, là cũng chính chúng ta. Nhưng mà Phật thì trở về những cái mà không là gì, trở về cái mà phát sanh ra các thứ nhưng Phật không làm cái đó. Các Phật chỉ trở về cái không, cái mà không là gì, nhưng mà những cái không là gì là cái nơi mà phát sinh ra tất cả. Mà chúng ta đó thì trở về cái tam giới này để chúng ta duyên khởi với nhau để trở nên cái thế giới này, rồi đau khổ lẫn nhau, chứ còn Phật không làm gì hết. Phật chỉ trở về cái không là gì để thấy được tất cả những cái sự đau khổ chúng ta, rồi Phật mới phát tâm Bồ Đề, phát Bồ Đề tâm để làm những vị Bồ Tát thị hiện để giáo hóa chúng ta trở về cái chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn chúng ta thì chạy theo duyên khởi, chúng ta đi vào cái thế giới này thôi, chứ còn Phật không có đi. Rồi trên kệ. Ai gì là Phật, con dám, con không có làm kệ được. Nói là chồng hãy để hiểu mình trên kệ. Trên kệ chắc phải chắc chưa làm được sư phụ. Chưa làm được. Có ai trên kệ được không? Dạ. Hai. Tôi nhắc lại một lần nữa, ngài đưa cái đề tài. Con đi tham dự một pháp tu tại Đài Loan do ngài Tinh Vân làm chủ lúc ngài còn tại thế. Ngài đưa ra một đề tài để xem trong hàng đệ tử tu thiền ai là người đắc pháp, ai là người kiến tánh. Ngài nói trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Tức là ngài nói tam thiên đại thiên thế giới này cũng do tâm tạo, mà nghĩa là thành Phật cũng do tâm mà ra, chứ không có tâm này thì không có thành Phật được. Ngài nói tâm chúng sanh tạo thành tướng nhà, tướng chùa, tướng vợ, tướng chồng, tướng đẹp, tướng xấu. Vậy tâm Phật tạo thành tướng gì? Ai làm được bài kệ, ngài giao cho viện chủ hệ thống Phật giáo Tinh Vân tại Đài Loan. Nhưng cuối cùng không ai trình kệ được. Nếu sư phụ ở đó thì sư phụ trình kệ như thế nào? Cái ông này là một người diện có qua, ông rất già rạch tiếng cổ dị. Thế là ông qua bệnh, ông tu trực tiếp với ngài Tinh Vân. Ông là đệ tử của Hòa Thượng Từ Thông. Mà biết Từ Thông là thứ thiện đó nha. Thì nãy chú Tề Bình là chú nói đó, chú nói mình xuất hiện đây trong thế giới này từ cái tâm mình mà nó duyên khởi ra trùng trùng thế giới, phải không? Nó làm kệ được không? Giải thích gì mà không làm kệ được, phải không? Không làm kệ được, không có cái... Ông làm kệ thôi, làm thơ đi. Ai làm kệ được không? Thầy Hỷ làm kệ được không? Không được luôn. Thơ tình thì được ha. Thầy có đóng góp cái gì không? Có đóng góp gì trong câu hỏi này không? Dạ, trong câu hỏi này thì con chỉ còn nhớ biết câu thơ của ngài Quyền Giác. Tuyệt học vô vi chàng đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tính tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Con nhớ gì đó, con nói gì đó. Cái là của Quyền Giác. Dạ, của ngài Quyền Giác. Chứ phải của ông. Dạ. Mà học thì nói với con kép nhưng mà không làm được gì hết. Thật ra đó, ở trong này cái điểm mà ngài Tinh Vân đưa ra đó là lấy cái bài kệ của kinh Pháp Hoa. Bởi vì lập tin cái chiều cúng cô hồn đó, cũng có, nếu biết rõ ba đời chư Phật ưng quá Phật sinh tánh nhất thiết do tâm tạo. Tức là cái gì cũng do tâm. Ở trên thế gian này đó, quý vị chế tạo bất cứ cái gì cũng do tâm mà ra. Kỹ sư computer cũng do tâm, phải không? Mà làm cái ngành nghề nào cũng là do tâm ra hết. Thì ngài nói nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán Pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Ngài nói tâm chúng sanh tạo thành tướng nhà, tướng chùa, tướng vợ, tướng chồng, tướng đẹp, tướng xấu. Như vậy tâm Phật tạo thành cái tướng gì? Ai làm được bài kệ? Ngài giao làm viện chủ hệ thống Phật giáo Tinh Vân tại Đài Loan. Nhưng cuối cùng không ai trình kệ được. Nếu sư phụ ở đó thì sư phụ trình kệ như thế nào?
Bây giờ có ai trình kể không? Tôi tạm trình nha. Dạ. Tôi giờ sắp hết rồi tôi trình. Dạ. Tạo thành tất cả tướng, đó là tâm chúng sanh. Xa lìa tất cả tướng, đó chính là tâm Phật. Mượn cái câu ông mình trả lời. Tạo thành tất cả tướng, đó là tâm chúng sanh. Xa lìa tất cả tướng, đó chính là tâm Phật. Có phải là tâm vô sở trụ không? Tôi ở đó tôi làm nghệ và tôi lấy được cái cơ sở đó liền. Rất tiếc ông chết mẹ rồi. Đúng rồi, đúng. Dạ. Phật đi ngược lại. Mình đi ngược. Nơi tạo ra. Mình tạo ra đủ thứ, tạo thành tất cả tướng, đó là tâm chúng sanh. Dạ. Thấy không? Tôi mà ở đây tôi tạo ra làng này, làng kia, chỗ này, chỗ kia, mục đích để mà cho cái nhân duyên cho tụi con tu. Nhưng mà ông Phật xuống đây, ông nói lìa xa, lìa tất cả tướng, đó chính là tâm Phật. Nhìn cái bài kệ này của sư phụ mà đương vào sẽ thấy, phải không? Tạo thành tất cả tướng, đó là tâm chúng sanh, tướng vợ, tướng chồng, tướng này, tướng kia, tướng bác sĩ, tướng kỹ sư, tướng đủ thứ trên đời này cũng là tâm chúng sanh. Nhưng mà xa lìa tất cả tướng, đó chính là tâm Phật. Dạ thưa sư phụ, con có cái câu, cái câu kệ này mình dân chút xíu sư phụ. Rồi. Mở mới một tiệm nail, đó là tâm chúng sanh. Buông tiệm vào chùa tu, đó là tâm Phật. Nhưng mà buông nổi không? Buông được bằng đầu không? Buông được bằng tiếc không? Bây giờ thầy đây nè, xa lìa con vợ, nghĩa là cưới thêm con vợ là tâm chúng sanh. Mở hôn nhân con vợ là tâm gì? Tâm cũng tâm chúng sanh, mà thầy giờ lìa được tâm vợ chứ, lìa được con vợ rồi. Thầy chưa bỏ được, đó là nó còn cổ thầy đó. Thật sự ra đó là tụi con đều hiểu hết, không thể không hiểu. Nhưng mà cái người mà ngộ đạo rồi đó thì dù ở trong lùm đạo gì mình cũng đều bén nhạy đấy. Thì cái cách đó là cái cách mà bén nhạy của một cái người mà hiểu đạo thôi. Thật ra Ngài dùng cái đó để Ngài dùng cho chúng ta mới động tâm, chúng ta động não. Thì chúng ta động tâm động não, chúng ta mới đi đào sâu, vậy chúng ta mới mới tìm ra được cái mặt thật của mình. Tạo thành tất cả tướng, tướng vợ, tướng chồng, tướng cha, tướng mẹ, tướng thương ghét, đó là tâm chúng sanh. Mà lìa tất cả tướng, đó là tâm Phật. Rõ ràng như ban ngày. Rất là ngắn gọn mà. Nhưng đó là một cái bài kệ ngắn. Đầy đủ hết luôn. Như vậy là sư phụ cũng khá khá rồi ha. Dạ. Ngày mất rồi cũng thôi, ngày sư phụ qua đó lấy lạnh. Dạ sư phụ thì như vậy, mà đệ tử sư phụ thì có người nói con với ông thầy giỏi lắm. Mà giỏi chỗ nào? Ông có thể nuôi một con nai, con nai thành con kỳ đà, rồi nuôi con kỳ đà biến thành nó con sư tử. Mà bây giờ con thấy con thua thầy tuệ tuệ tử, bây giờ biến con sư tử thành là Nico. Hay không cái gì? Phải phục không? Dạ. Tức là như thầy tệ niệm biến sư tử thành đi cô. Dạ. Thầy tệ hiếu cũng vậy. Thầy hiếu cũng vậy. Cũng biến sư tử thầy cô. Thầy tệ chân cũng vậy. Ôi, chưa chắc à. Chưa ai thua ai à. Ông này cũng sân lắm chứ không có thua sư tử. Nhưng mà ông giờ ông thay đổi nhiều lắm. Tụi con có nhìn thấy ông tệ đức hiếu thay đổi không? Dạ. Thay đổi rất là nhiều. So sánh với 3 năm về trước là kinh khủng lắm. Nó làm thay đổi ra, ra phước tướng luôn, là hòa thượng luôn, là phước tướng. Thật ra tụi con hiểu đạo rồi nó không có nhiều, nhưng mà quan trọng là mình có hành không biết nhiều lắm, nhưng mà biết mà cố phạm thì sao? Mang lông đội sừng. Biết hết đó. Nhưng mà cố phạm chứ không phải có thể thiện, biết hết đó. Biết hết nhưng mà không buông được thì mang lông đội sừng thế thôi. Thật ra đó thì tôi còn những câu hỏi này ngày mai tôi trả lời, bây giờ chiều rồi tôi không trả lời được. Hôm nay tôi xong rồi tôi gặp cái để hỏi luận. Đây nè, hỏi thiền nè. Quý vị biết cái gần đây có một vị minh sư ở trên mạng không?
ông đã thường ngồi giảng bên Thái Lan hay Campuchia gì đó, guru gì đó, ông để tóc, ông là người Việt Nam. Biết không, ông thường ngồi ông giảng để tóc, cái tên là Minh Sư, ông xin ông là Minh Sư gì đó, guru hay gì đó, biết không? Ông là người Việt Nam, ông giảng cho Phật tử ở Campuchia hay gì thấy cũng dữ dội lắm. Thì ông dạy đó là khi mình ngồi thiền á, là mình không phải đây, mình quán ngay giữa đây, không không, ông nói đây nè, quán ngay cái chỗ này nè, mới tưởng ra một cái thế giới an lạc. À, thì ông có dạy vậy đó, ông đã tập trung ngay chỗ này, tất cả tập trung bỏ hết rồi thấy đây một cái cảnh giới nó rất là an lạc. Thì cái người đệ tử này họ hỏi thầy như vậy là đúng hay sai? Thì thật ra đó quý vị, khi mà cái cảnh giới đó là do vọng tưởng mà có, hay mà do chân tâm mà ra, thì quý vị để ý một cái điểm này ha. Ngài Thần Tú, Ngài dạy đệ tử trụ tâm quán tịnh, có không? Ngài Thần Tú, Ngài dạy đệ tử của Ngài, tức là thời đó có một cái ông đi qua, ông được ông Thần Tú cử đi vào để mà học pháp của Ngài Huệ Năng, kêu là trộm pháp. Ngài Huệ Năng mới biết, Ngài Huệ Năng mới xử ông mới ra ông sám hối. Thì ông nói trước đó là đúng, nhưng bây giờ tôi sám hối là sai, là con qua cuộc học pháp. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng mới hỏi, vậy chứ thầy của ông dạy cái gì? Nó dạy tôi trụ tâm quán tịnh mà thường ngồi không được nằm. Thì lúc đó Lục Tổ mới nói trụ tâm quán tịnh là bệnh. Trụ tâm mà quán tịnh, quán này là cái gì? Tức là vọng tưởng nha, chứ không có phải là thật đâu nha. Cho nên là Ngài mới nói bài kệ: sống thì ngồi không nằm, chết thì nằm không ngồi, chỉ là cái xác thối, có gì công với tội. Thì con thấy cái điểm này không? Tức là mình dựa vào ngồi và nằm chỉ là cái xác thối, có gì công với tội nha, rõ ràng lắm. Cho nên á, nhưng mà nói cái này không có nghĩa là đánh phá Ngài Minh Tuệ. Ngài Minh Tuệ đó, Ngài có quyền ngủ nằm, Hòa Thượng Tuyên Hóa có quyền ngủ nằm, nhưng mà Ngài sao? Lập cái hạnh ngồi để Ngài bắt cái thân này nó phải theo Ngài, Ngài làm chủ cái thân, phải không? Mình bây giờ mình đi tới đâu là cái thân làm chủ mình, là cái thân nó dồn dồn cái phòng này sao? Ê mày, dọn cho sạch mày. Ê mày, kiếm cho tao miếng niệm mày, thấy không? À, cũng như bây giờ đó, là cô Diệu Hướng mà cô đi lên trên Youth Center là sao? Là cái thân cổ biểu là phải kiếm người, phải dọn dẹp. Thì chúng ta cho nên khi mình giảng cái này đó, nó nhiều cái mình phải nói cho rõ. Là giảng vô tình ta tưởng mình đánh phá Ngài Minh Tuệ, Ngài Minh Tuệ đó với Ngài Ca Diếp là Ngài lập cái hạnh đầu đà, làm những việc khó làm, phải không? Nhưng mà đập vào cái chuyện mà tại vì Ngài Thần Tú dạy là phải ngồi không được nằm thì mới thành Phật, thì Lục Tổ mới sai rồi. Sống thì ngồi không nằm, chết thì nằm không ngồi, chỉ là cái xác thối, có gì công với tội, là đã phá Ngài cái chấp đó. Rồi Ngài nói trụ tâm quán tịnh, thì một cái vị dạy thiền nói là trụ tâm ngay đây nè, quán ngay đây là một cảnh giới. Ngài nói nhìn ra thấy một cảnh giới an lạc, cái đó là ảo tưởng, cái đó là vọng tưởng, không phải là thật tướng. Ở trong cảnh định mà định thì không phải là định, mà ở trong cảnh động mà định, cái đó mới là định đó quý vị. Nhớ nha, ở trong cái cảnh động này mà định, cái đó mới là thật sự định, đúng không quý vị? À, cho nên Ngài đã phá liền, Ngài nói trụ tâm quán tịnh đó là bình. Thế nào không? Học pháp thì con từ từ tụi con mở trí huệ lên, tiến lên chứ không phải ở lại một chỗ. Nha. Cho nên tụi con hiểu là nghĩa là coi như là tâm Phật tâm chúng sanh hoàn toàn, nghĩa là tạo thành tất cả tướng. À, bây giờ thì hội vừa gặp một hàng thôi đó là tạo cái tướng liền. Nhỏ này nha, sĩ nha, lấy được nó về thế nào nó làm cũng ngon lành nha, thấy không? Rồi mình đẹp trai hơn nó nha, thế nào là nó cũng phải nuôi mình nha. Từ cái tướng đó, tại sao thì hỏi nó nói nó có quen mấy con nha sĩ luôn mà tại sao nó không giống cô? Tại mấy cô kia đẹp quá, nó giống cô.
Bây giờ nói là mình đẹp trai hơn con này. Bây giờ thiện hỏi với thằng ai đẹp này, nói thẳng đây nè. Thiện hỏi đẹp hơn. Thằng nó tin nó nghe. Thằng có nghe không con? Sao nên thiện hỏi là phải là có bài tính rồi. Đấy không? Bài tính rồi. Cho nên thờ đó thiện hỏi nó khoe sư phụ nó là con có đồ con là nha sĩ không thể chứ phải thằng đâu. Mấy con kia nó khen đẹp lắm mà tại sao không lấy mà lấy cái con mà nó hơi phát phì vậy nè, sửa sửa nè. Thấy không? Tạo tất cả tướng. Tạo thành tất cả tướng. Tướng chồng, tướng vợ đó là phải nghĩ ra hả? Con này đợi nửa năm đã làm mấy triệu ha. Rồi mình ở nhà khu Huntington Beach ha. Rồi mình ở nhà mình ngồi chơi nó cũng phải nuôi mình ha. Đủ thứ chuyện hết. Là vì tâm chúng sanh. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ muốn vô chùa là xa lìa tất cả tướng đó đi là trở thành là gì? Là Phật đó. Rồi thôi bây giờ tôi nói tới 6 giờ rưỡi chúng ta nghỉ. Tôi còn những câu hỏi sau này thì tôi sẽ trả lời sau. Còn 4-5 câu nữa thì chiều nay đó chúng ta còn có, sau khi ăn chiều chúng ta còn có cái lễ cúng thiến thực, phải không quý vị? Chúng ta còn cúng thiến thực. Thì tôi vẫn ngày mai buổi sáng tụng Lăng Nghiêm tôi vẫn tiếp tục thuyết pháp nha. Tôi giải quyết những câu hỏi còn nhiều lắm. Và tôi sẽ giải quyết những câu hỏi là quý vị. Nhiều khi quý vị không hỏi, không mở trí huệ. Mà cảm ơn những người đặt câu hỏi này. Câu hỏi khó lắm. Chứ gì? Tạo thành tất cả tướng, đó là tâm chúng sanh. Xa lìa tất cả tướng, đó chính là tâm Phật. Bài kể cho tôi đơn giản vậy thôi. Hồi ngày Tinh Vân còn sống, hồi ngày siêu chắc thế nào cũng cho được một cái xe ô tô gì đó, xe cũ. Kiếm thêm chiếc xe cũ nữa. Hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều rõ thành Phật đạo. Thầy tệ nhờ tệ nhân ông tệ Đức Hiếu nè, con xuống con phá cái nước dưới mình không xài với mình khóa, rồi mình tắt cái máy lạnh đỡ hao điện, tại vì á sáng mai đó mình tụng Lăng Nghiêm ở đây một thời lâu quá không có tụng Lăng Nghiêm ở đây, nhưng mà khi mà cúng sành thế lợi thì tụng mới dưới, nhưng mà sáng mai đó tôi thấy chánh điện này lâu nay không có tụng được Lăng Nghiêm ở đây nè. Cho nên sáng mai chúng ta sẽ tụng Lăng Nghiêm ở đây. Nhưng mà thời cúng cơm á, ngày mai đi cúng đi sẵn sàng lợi gì đó, ngày mai thầy vẫn có một cái buổi cúng lúc 11 giờ. Hả? Cúng cho củ quyền, cúng cái bình đó đó. Củ quyền. Chứ không phải cúng cho bà Đà Lạt đã xong rồi. Bảo tình thất 49 rồi, nhưng mà cúng cho củ quyền. Sắm cúng cho củ quyền. Nhớ nha, cúng củ quyền chính. Còn ở đây sáng tụng Lăng Nghiêm ở đây. Chúc nó thầy xuống thầy phá nước, tắt máy lạnh luôn, rồi đợi tướng điện. Con thay cái sao ông làm cái loại đó đó, nó khô vơ hết cái dàn đó là mát lắm. Ông nghe nó mát rõ ràng luôn. Ông thấy vô là nghe nó mát rực luôn. Tại vì cái giải nhiệt. Rồi, ông phá luôn. Rồi quý vị xuống ăn cơm chiều, bây giờ là 6 giờ rưỡi. Ăn cơm xong là cho 7 giờ rưỡi. Chúng ta cúng vào lúc 8 giờ đi ha. 8 rưỡi đi xuống. 8 rưỡi chúng ta sẽ cúng thi thực. Rồi, trân trọng kính chào quý vị. Gặp lại quý vị vào lúc sáng mai 6 giờ. 8 rưỡi xuống cúng thi thực. 6 giờ sáng mai. 8 rưỡi lúc cúng thôi. Cúng thi thực không?